Sau khi đặt kim quan Đức Phật lên hỏa đài, dân làng châm lửa đốt nhưng củi không thể cháy. Ngài An Đậu Lâu Đà nói rằng, không ai có thể đốt lửa được, Đức Phật còn đang đợi Ngài Đại Ca Diếp. Điều kỳ diệu nhiệm màu khi làm lễ trà tì Đức Phật. Vào một đêm trăng tròn tháng Vê Sắc ở Ấn Độ, tức 15 tháng 2 theo âm lịch Việt Nam, cách đây hơn 2.500 năm, tại rừng cây Sala, Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau đó, toàn thể dân chúng làm lễ trà tì kim thân Đức Phật. Họ làm kim quan bằng vàng, bằng bạc và dùng những lớp vải quý để bọc thi hài, ướp đủ các thứ dầu thơm vào kim quan, rồi mua những loại gỗ quý nhất nước Ấn Độ để làm hỏa đài. Người dân thiết lễ long trọng cúng dường kim thân Đức Phật trong vòng một tuần. Đến ngày thứ bảy, dân làng Man La muốn đưa kim quan của Phật về làng của họ để hỏa thiêu, nhưng không thể nào khiêng kim quan được. Họ thấy lạ, không biết tại sao nên bạch hỏi Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi Ngài A Nậu Lâu Đà, tôn giả có thiên nhãn bậc nhất thì biết rằng, không ai có thể nhấc được kim quan này, vì không theo ý của chư thiên không muốn chuyển kim quan đi chỗ khác, mà muốn hỏa táng kim thân Đức Phật tại đây. Tất cả mọi người đồng ý như vậy. Sau khi đặt kim quan Đức Phật lên hỏa đài, dân làng châm lửa đốt nhưng củi không thể cháy. Ngài An Đậu Lâu Đà nói rằng, không ai có thể đốt lửa được, Đức Phật còn đang đợi Ngài Đại Ca Diếp. Khi ấy, Ngài Đại Ca Diếp đang đi giáo hóa phương xa cùng với 500 đồ chúng, bỗng thấy tâm trí mình vô cùng bàng hoàng. Ngài quán biết thấy Đức Phật nhập Niết Bàn nên thông báo tất cả đại chúng quay trở về cầu thi nang ngay để tiễn Đức Phật. Về đến nơi, Ngài Đại Ca Diếp đảnh lễ Đức Phật ba lễ, rồi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng. Khi Ngài quỳ dưới chân Đức Phật, tự nhiên một chân của Đức Phật từ trong kim quan, qua nhiều lớp vàng, bạc lưu ly đưa ra ngoài chạm vào đầu Ngài Ca Diếp, rồi từ từ rút lại vào trong kim quan. Sau đó, Ngài Ca Diếp vừa đánh lửa một cái thì toàn bộ giàn hỏa bùng cháy. Đó là điều kỳ lạ, không ai hiểu được. Lễ hỏa thiêu kim thân Đức Phật diễn ra trong thời gian khoảng một tuần. Sau khi hỏa thiêu xong, toàn bộ thân của Phật, xương đầu, xương tay, xương chân đều biến thành ngọc xá lợi. Xá lợi Phật để lại chính là phước điền tối thượng cho chúng sinh. Nếu ai cung kính đảnh lễ, cúng dường xá lợi Phật, dẫu bằng hạt cải cũng được vô lượng phước báu cho đến thành tựu Niết Bàn giải thoát. Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy, dù bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau. Như vậy, nếu ai có phước duyên sinh ra trong thời Đức Phật tại thế và được cúng dường Ngài thì công đức ngang bằng với người cúng dường xá lợi Phật sau khi Ngài nhập diệt. Từ đó, chúng ta thấy được lòng từ bi vô lượng của Ngài, dù đã nhập diệt nhưng Đức Phật vẫn để lại xá lợi là hiện thân cho giới, định, tuệ của Ngài, tiếp tục mang đến lợi ích cho chúng sinh về sau.